Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách pha chế sinh tố chuối và xoài. Thì cách làm như sau, gồm có là chuối, xoài, sữa tươi, sữa đặc, nước đường. Rồi mình sẽ cho 50g chuối. Năm mươi gram xoài. Hai mươi ml nước đường. Hai mươi ml sữa đặc. Sáu mươi ml sữa tươi. Rồi mình sẽ đổ dịch tiếp vô, cho một cút đá, rồi mình sẽ cho vào máy lên. Mình đổ sản phẩm ra ly. Rồi mình sẽ cho một cái ống hút, một cái khuấy. Rồi, đây là sản phẩm của mình. Chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo.